tuyệt ạ. Nhìn xuống thì có vẻ hơi sợ nhưng mà nhìn tự tin đi về phía trước là em cảm thấy rất là tuyệt vời. Trong tỉnh, ngoài tỉnh hay là kể cả nước ngoài, người ta sẽ về đây trải nghiệm để tăng thêm cái chung cho nhà đầu tư, với hai nữa là của huyện nhà mình, tỉnh nhà mình.